Chào tất cả các bạn, hôm nay Dân Dép xin chia sẻ với mọi người là lần đầu tiên mình nhận tiền từ Google, AdSense từ Google qua cái Western Union này. Đấy. Thì cái trang của mình ấy thì cái tài khoản của mình thì cũng đến ngưỡng thanh toán rồi. Đây là mình được chi trả 165 USD. Đấy. Thì cái phương thức thanh toán của mình đang sử dụng là Western Union. Thì theo cái thông báo của Google là khoảng tầm tháng 10 10 tháng 8 đúng không? 2020 thì nó sẽ ngưng cái chi trả cái thanh toán Western Union này. Và trong năm 2021 đầu khoảng 2021 bắt đầu nó không thanh toán. Không chi trả thanh toán qua cái hình thức này nữa. Thì hôm trước là mình có đọc mấy cái support là nhận thanh toán chuyển tiền qua Western Union này. Thì mình thấy là vẫn còn có khả năng chi trả ở Việt Nam mà. Vẫn có, các bạn có thể vào cái phần support.google AdSense này. Đấy, thì đây mình thấy có Việt Nam. Thế mình ở là khả năng là vẫn còn. Mình thử xem, bởi vì cái lượng tiền mình kiếm được ở Google này nó rất hạn chế. Mỗi tháng mình được gần khoảng một đô thôi. Hoặc là có tháng mới khi được đô. Đấy, cái này chia sẻ các bạn là mình làm cũng được khoảng, có khi gần được chục năm rồi. Lần này mới được lần đầu tiên được nhận 100 đô. Nó khá là vất vả. Đấy. Thì mình không thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Mọi người bảo thêm phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng này nọ. Thì mình không thêm vì sợ thêm như là nó mất thêm 10 đô hay thế nào ấy. Nó khá là ấy, thêm mình thôi mạo hiểm. Thử còn cái thằng Western Union này. Thì sáng nay, hôm nay là 24 tháng 3. Đấy thì Google nó trả cái chi trả là vào 21 tháng 3 là nó có cái đơn thanh toán này cho mình rồi. Đấy. Thì hôm nay mình mới ra ngân hàng. Hôm nay sáng nay mình ra cái trụ sở ngân hàng Agribank gần cái chỗ của mình ấy. Thì mình xuống cái phòng giao dịch gặp em nhân viên đấy, nói chung là khá là xinh tươi và nhẹ nhàng. Sau khoảng 5-7 phút em check thông tin, mình đưa cho cái mã thanh toán Western Union này. Đấy, xong đó thì chứng minh thư, số điện thoại. Thế em mới xác nhận. Xong thì tầm 7 phút xong em bảo là anh ơi bị lỗi rồi. Cái này bây giờ nó bắt chuyển khoản chứ không thanh toán tiền trực tiếp được. Thì anh liên hệ lại với bên gửi tiền xem. Đó, mình lấy lại giấy tờ rồi chào tạm biệt em ấy, quay trở về thôi. Thì nói chung là thấy đọc thấy bảo là thôi sau 60 ngày nó mới hoàn tiền này thì cũng thôi đành chấp nhận, không biết là cách nào khác. Thế là mình lại lên, mình vẫn chưa dừng lại, mình bảo quái nhỉ, chả lẽ nó thông báo nó bảo vẫn lấy được mà lại rắc rối như thế, nó lại không thanh toán cho mình. Thế là mình lên Google mình search thì thấy anh Viettinbank này, nó có cái hỗ trợ cái nhận Union online. Được nhỉ, mình search nào nó ra anh. Western Union online chuyển tiền à? Yeah. With then đây. Cái thằng này đây nhận tiền này, chuyển tiền này, nhận tiền bạn chậm ạ. Đấy, Western Union online của thằng Vietinbank này. Ôi may quá, như một vị cứu tinh. Mình thử đăng nhập vào cái khoản, mình cũng có tài khoản Vietinbank, thế đăng nhập vào, nhập thông tin cái nhận được luôn. Đây này, đã nhận tiền
Western Union trên Internet. Đấy, thì các cái thông tin mình nhập thì nó tương tự với cái thông tin mình đăng ký bên Vietinbank thôi. Đấy. Thì các bạn vào làm theo các hướng dẫn ở đây này. Đấy, và dùng cái iPay này. iPay của Vietinbank nha, mình thử là được luôn. Ui, may quá. Được nhận được tiền vào tài khoản luôn, không phải đợi 60 ngày hoàn tiền lại nữa. Đấy thì cái hình thức Western Union này hiện tại thì vẫn dùng được. Đấy, tuy nhiên thì mình phải dùng qua cái hình thức chuyển khoản giống như của bên 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 Vietinbank này. Hiện tại mình nhận sáng nay mình nhận bên Vietinbank là được. Đó. Thì được 2 triệu 3. 2 triệu 320 nghìn, 100,65 đô. Đó. Thì nói chung là cảm xúc khá là vui khi lần đầu tiên nhận được tiền từ Google, và mình cũng trải qua, nói chung là quá trình nhận tiền nó khá là gian nan mới tiền mới vào được túi. Đấy, thì đây trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái nhận tiền Western Union từ Google. Thì video này mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.